Em chào các bạn nhé và chào ngày quốc tế độc lập. Hôm nay là sáng nay là sáng mùng 2 tháng 9 các bạn ạ. Thực ra thì đối với bạn bè của em thì họ đang chuẩn bị ở nhà, chuẩn bị làm bánh hoặc là chuẩn bị đi chơi. Tuy nhiên em thì cũng vẫn đi chơi các bạn ạ. Em cũng có kế hoạch là chiều nay em đi chơi rồi. Nhưng mà buổi sáng em vẫn phải đi hái thuốc. Thì sáng em đi hái thuốc thì như các bạn nhìn thấy cây cảnh như này thì các bạn cũng biết là nó sớm rồi đúng không ạ? Hiện tại bây giờ 7 giờ rồi. Thì em phải vào rừng từ hơn 6 giờ rồi. Đây. Em đã chui qua cái chỗ này, nó thật sự rất là khó khăn. Với lại cảm giác nó tối tối. Tuy nhiên là về đến đây thì em thấy cây thấy hai cây sâm cao rất là to. Em quyết định là em sẽ lấy nó. Nhưng mà mục đích của em là hôm nay không phải đi lấy sâm cao nhé các bạn nhé. Mục đích của em không đi lấy sâm cao, nhưng mà khi mà mình chui qua những cái khe, cái chỗ mà nó tối tối như này này thì mình sẽ lấy nó. Các bạn biết không ạ? Biết tại sao không ạ? Bởi vì là mình sẽ không còn chui qua như thế này nữa. Khi mà mình đã đi chui qua tìm cây thuốc qua những cái chỗ như này thì mình sẽ qua một lần thôi. Mai ngày kia thì mình đi tìm thuốc thì mình cũng không chui qua đây nữa. Nên là tiện đây thì em sẽ quay cho các bạn xem. Tại vì là một chút nữa thì có thấy cây thuốc chắc em cũng không quay được. Bởi vì em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Em nghĩ là trời sắp mưa rồi các bạn ạ. Với cái thời gian bây giờ là 7 giờ rồi đúng không ạ? Nhưng mà còn như thế này thì chắc chắn thì nó sẽ mưa. Bởi vì ở chỗ em bây giờ thì nó gọi là tháng này gọi là tháng mưa ngâu rồi. Nó cứ mưa suốt đấy. Em cứ tranh thủ đi vậy thôi. Như người khác thì họ sẽ chẳng bao giờ dám đi vào rừng buổi sáng sớm như thế này và đi hái thuốc khi mà trời mưa, thì họ ở nhà, đặc biệt là những ngày Tết ngày lễ như thế. Nhưng mà em thì các bạn biết đấy, buổi chiều mà có bệnh nhân thì em còn phải chữa bệnh nữa, thì em sẽ không có thời gian để đi rừng nhiều thế đâu. Nên là em sẽ giới thiệu cho các bạn một số cây thuốc ở đây để cho các bạn biết. Đây là cái sâm cau nhá, hay là sâm cau đỏ. Chút nữa em sẽ đào nó, xem có hay không thì chút nữa em sẽ đào. Hiện tại bây giờ thì em sẽ quay cho các bạn xem mà cái lá của nó đẹp không. Cái lá của nó thì giống như cây bồng bồng ấy, cây mà các bạn trồng làm cảnh ấy, người xuôi mà các bạn trồng làm cảnh thành cây to ở hay ở những cái trường học hoặc là ở cái cơ quan đấy. Đây, cái sâm cau nó rất là to nha, em không bẻ bởi vì tí nữa em lại cắm nó xuống. Sâm cau nó phát triển theo theo kiểu như cây sắn ấy, cái hình thức mình cắm nó xuống mà. Đây là một cây này. Đấy, nữa là cây này này. Ôi, nhưng mà cây này luôn em chốt chặt nó à. Hôm em qua em chốt chặt nó một phát. Tại vì em qua chỗ này nó rất là khó, qua dưới cái vách núi này với này. Tự dưng hai bạn kia và bạn lick của em lại không đi theo em vào đây chứ. Em không chả hiểu. Chắc là nó vẫn đang ở kia. Đây là cây lá để gói bánh thôi các bạn ạ. Cái này là làm bánh chưng mà không có cái lá này thì nó không xanh và nó không ngon. Nếu mà không có cái lá này nó sẽ bị bánh nó không để được lâu, bị mốc và bị hỏng. Các bạn biết dân tộc bọn em mà mỗi lần mà gói bánh thì có rất là nhiều. Tại sao để được lâu? Cũng không có tủ lạnh để đâu, nhưng mà vì là có cái lá này xuống này. Đây, có cái lá này xuống này. Chia sẻ với các bạn một chút. Náo cá vàng là có thật các bác ạ. Ở đây, cái tay của em. Thực ra thì hôm nay em đi em không mang bao tay. Tại vì em vào trong lúc em đi em để la ra bàn rồi để em cầm đi rồi. Nhưng mà khi em về đến núi thì em không thấy cái bao tay của em nữa. Và thật sự hiện tại bây giờ là tay của em không có bao tay. Em không có bao tay các bạn ạ. Tay này thì chút nữa làm một chút nữa thì cái tay này nó sẽ bẩn thỉu hết và nát bét hết. Tay của em đã bẩn hết rồi. Này thì tại vì là em đi rừng em phải đeo bao tay mà. Nhưng mà hôm nay thì cái áo cá vàng em đã bỏ mất cái đôi bao tay ở ngoài không cho vào. Em giới thiệu cho các bạn cây thuốc thứ hai nữa là cây này. Nhưng mà em cũng không biết tại sao không thấy lá. Đây, nó không có lá. Đây, các bạn chỉ thấy cái dây như này này. Đấy, cái dây như này này, đi nhá. Em bập cho các bạn xem nhá. Đây là chính nó đây, trước mặt đây này. Đây ạ. Con lích của em. Con kỳ của em lại sủa cái gì ở dưới khe rồi. Đây các bạn, bạn nhìn thấy nhiều nhựa không? Đây ạ, đây là cây thuốc dành cho sinh lý nữ giới nhá. Chỉ cần nếu mà các bạn chặt thành đoạn như này thì nó sẽ nước nó sẽ chảy ra. Đây, cây này nó khá bé.
Nhưng mà chút nữa thì em cũng sẽ lấy cái thuốc sinh lý cho nữ giới nhá. Chút nữa thì em cũng sẽ lấy một ít về để, tại vì là thực ra thì ở nhà em vẫn còn, nhưng mà mang về để mình cho vào những cái vị thuốc, cái thuốc sinh lý cho nữ giới mình, ngoài cho vào vị thuốc làm đẹp của phụ nữ thì nó sẽ rất là tốt. Nó sẽ rất là tốt các bạn ạ. Đây, nó chính là nó này, là cây này này, đây. Nó đỏ này. Đây. Em không tìm thấy lấy cái lá của nó. Em thấy cái lá của nó. Một cây nữa em giới thiệu cho các bạn đây. Cây cây bướm bạc này. Đây cây bướm bạc này. Đấy, có thể các bạn thấy chưa? Cây lá nó trắng trắng này. Và cây dưới này là cây dứa rừng. Một cây dứa rừng nữa. Cây dứa rừng, cây bướm bạc thì nó là lấy rễ của nó để chứa trong cái bệnh xương khớp thôi các bạn ạ. Nhưng mà xương khớp thì em nói thật với các bạn là nó nhiều cây thuốc lắm. Quan trọng là mình hợp cây thuốc nào thôi. Riêng hệ cây thuốc thì riêng hệ cây xương khớp thì nó rất là nhiều cây thuốc luôn, em nói thật với các bạn luôn. Qua là mình hợp với cây thuốc nào để mà sử dụng thôi. Ngoài ra thì có một con sóc vừa nhảy xuống đây. Có một con sóc vừa nhảy xuống đây, nhưng mà khi em quay lại thì nó đã nhảy mất rồi. Không thì em sẽ nói không nói mà quay cho các bạn xem, nhưng mà nó đi mất rồi. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu cho các bạn một cây, một cây rất là tốt, nhưng mà đâu nhỉ? Đâu bây giờ, chẳng lẽ là em lại đi chặt cái hoa của nó xuống để cho các bạn xem. Thôi em quay cho các bạn nhà này nhá. Em không chặt nữa. Cây đấy, các bạn nhìn thấy đỏ đỏ ở trên kia không? Đấy, để em đi vào quay cho các bạn xem thì để cho các bạn biết, mang về các bạn sử dụng. Cái để các bạn sử dụng nó sẽ rất là tốt cho cái người bị bệnh tim. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vách đá này. Vách đá này, rừng rậm này. Đây có một cây thuốc. Cây thuốc tốt cho thận nữa đây. Tốt cho thận sinh lý của nam giới này. Đây. Làm nào để cho các bạn xem được. Các bạn nhìn thấy, đây em zoom cho các bạn xem một tí nhá. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, cái hoa chuối này này. Cái hoa chuối của cây chuối thẳng tắp đây này. Này, cái hoa chuối của nó không bao giờ cong xuống nha các bạn nhá. Các bạn chú ý là, đây. Cái vỏ của nó này. Đây em cho các bạn xem nhá. Đấy, ở bên kia có một cái kìa. Nó thẳng như thế này nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà các bạn vào rừng thấy cây hoa chuối ấy này. Nó thẳng tắp như này. Đấy, như thì các bạn sẽ lấy cái nó còn non ấy. Như cây, ví dụ như cây này em quay cho các bạn này, cây này còn non ấy, thì các bạn lấy cái hoa chuối này về. Các bạn chặt lấy ngọn cái hoa chuối này về, không là các bạn lấy cái tim của con lợn ấy. Nhưng mà đừng cho nó chảy máu ra nhá. Cái máu ở trong tim của con lợn ấy, có nghĩa là các bạn lấy cái con lợn người ta vừa ấy xong ấy, người ta vừa thịt xong ấy, thì các bạn lấy cái tim của con lợn đấy, nhưng mà đừng để cái tim của nó, cái máu ở trong tim của con lợn nó chảy ra nhiều. Là các bạn cắt quả cái hoa chuối này ra, hoặc các bạn lấy quả tim lợn kia vào, xong các bạn làm thế nào để cho nó, các bạn lại đậy nó vào, làm thế nào để cho nó kín, sau đó các bạn hấp nhé, các bạn hấp lên và các bạn cho cái người bệnh tim ăn. Nếu mà bị bệnh tim, chỉ cần các bạn bị vấn đề về tim ấy, tim đập chậm, hoặc là nói chung là những cái bệnh tim mà mình có thể xử lý được bằng cây thuốc ấy, thì các bạn chỉ cần dùng như thế cho em là 4 đến 5 quả ấy thôi, 3 đến 4 quả tim lợn thôi, thì các bạn sẽ thấy khác hoàn toàn luôn. Mà nó rất là đơn giản, mà nó rất là dễ làm. Chẳng qua là chú các bạn có cây chuối này hay không thôi. Đấy, cái chuối này nó, cây chuối thì chuối thì nó có rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt là phải là chuối rừng. Và bạn các bạn chú ý là để chữa bệnh tim thì cây chuối nó phải thẳng, chứ không phải là nó rú xuống như cây chuối mang về, cây hoa chuối mình mang về ăn, hoặc là cây chuối để làm bánh đâu các bạn. Các bạn phải chú ý cái cây đấy. Cái đấy nó rất là tốt đấy. Bài thuốc chữa bệnh tim kia nó rất là tốt luôn. Hấp với lại tim lợn ăn. Nhưng mà phải chú ý không để máu ở trong tim của con lợn chảy ra nhiều. Chắc con chó của em lại thấy cái gì ở dưới khe rồi các bạn ạ. Tuy nhiên thì bây giờ em chưa xuống đâu, em còn kể nó. Đây này.
Nó có một cái tật ấy, con này mà nó thấy con gì nó xuống, khi nào chủ xuống thì thôi, còn không nó cứ phải xuống vậy à. Xuống bao giờ chủ xuống thì thôi. À vậy thôi em chào các bạn nhá. Giới thiệu cho các bạn một chút vậy thôi. À chiều nay thì em sẽ đi vào một cái nơi gọi là em thấy mọi người kể là đẹp lắm. Ở cái bản dưới của em ấy thì vào trong rừng thôi, nhưng mà ở đây có thác nước này. Có bãi cây này, đẹp này. Và nói thật là họ bảo là tuyệt đẹp luôn. Thì em nghe họ nói, người già họ kể lại, thì hôm nay đội em sẽ đi tìm đến đấy và chơi. Tại vì như các bạn biết đây, dịch bệnh thì không đi đâu chơi được. Cái nữa là mình, người ta đang, mọi người thì đang gồng mình chống dịch đúng không ạ? Bây giờ mình mà cả đoàn mà đi ra, ví dụ đi Hồ Ba Bể hoặc là đi đâu thì nó không hay, nó mang tiếng ra. Bản thân của bọn em thì toàn là những cái người mà làm việc, ví dụ như là bạn bè của em thì có hiệu trưởng, hiệu phó, có cán bộ công an, cán bộ kiểm lâm, nói chung là toàn là những cái người bạn của em làm cán bộ hết. Vậy nên là bọn em sẽ không đi chơi ở ở ngoài nữa. Ví dụ như ở chỗ em thì có đồi tình này, có đồi tình này và có thung lũng tình yêu này, có hồ Ba Bể này, nhưng mà em sẽ không đi, mà bọn em sẽ quay lại vào trong rừng cơ. Chiều nay em đi, em hứa với các bạn là chiều nay khi mà em đi đến đấy, nếu mà thấy cái bãi kia đẹp và cái thác nước đẹp thì em sẽ quay cho các bạn. Nhớ đâu ở đấy lại có rất là nhiều thạch xương bồ thì sao, đúng không ạ? Bây giờ thì em tranh thủ để em lấy cây sông cao này và vòng qua đây để tìm một số cây thuốc nữa, xong một số vị thuốc nữa, xong lại em cũng xuống núi sớm để còn chuẩn bị chuyến đi chơi cho chiều ngày hôm nay. Em chào các bạn nhá. Em chúc các bạn là ngày lễ độc lập vui vẻ, hạnh phúc.